Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang đứng ở khu vực sông Sài Gòn, ngay chỗ cầu Thủ Thiêm 2. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được khánh thành và đi vào sử dụng. Và hiện nay các bạn có thể nhìn thấy cầu Thủ Thiêm 2, các trên công trình thì đang được xúc tiến rất là nhanh để kịp vào ngày 30 tháng 4 để khánh thành cầu. Đây, các bạn có thể nhìn thấy các cái khu vực ở đây. Đó, các anh em công nhân ở trên hiện trường cũng đang tấp nập làm để cho kịp cái tiến độ. Mời các bạn hãy theo chân của mình nha. Bạn nhìn thấy cầu Thủ Thiêm 2 không? Cận cảnh cầu Thủ Thiêm 2 cho các bạn xem. Sáng nay thì trời không được đẹp lắm nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy đây ở trên các cái dây cáp văng và đường trải nhựa của khu vực cầu Thủ Thiêm 2 đã gần như đã hoàn thiện tới 90% rồi nha các bạn. Đó, trải nhựa hai bên và các cái cục đèn trên cầu. Đó, các bạn nhìn thấy các cái cục đèn trên cầu đã được gắn và khu vực ở đây đã sắp xong rồi nha các bạn. Đây, các cái hệ thống sau này thì thành phố sẽ có một cái view rất là đẹp đó, nhìn về ốc đảo Thủ Thiêm và Landmark 81. Đây là khu vực cầu Thủ Thiêm sẽ đi xuống hai nhánh, một nhánh về hướng Ba Son và một nhánh sẽ đi về hướng Bạch Đằng. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, khu vực ở đây, nghe cái công trình ở đây, cái khu vực ở đây. Đó, sau này cầu Thủ Thiêm sẽ có hai nhánh nha các bạn. Hôm nay mình giới thiệu sơ bộ cho các bạn xem về cầu Thủ Thiêm thôi. Thì khi mà khánh thành hoạt động đi vào hoạt động, mình sẽ quay nhiều hơn cho các bạn xem. Nếu các bạn thấy hay, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình, kênh Trung Lai Cam Sài Gòn nha các bạn. Các cái video mà Lai Cam thì các bạn có thể xem trên kênh của mình về cầu Thủ Thiêm này rất là nhiều nha các bạn. Các bạn hãy bấm vô kênh Trung Lai Cam Sài Gòn, trên fanpage cũng có luôn nha các bạn, rất là nhiều rồi. Thân ái chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu sơ lược ngắn gọn về cầu Thủ Thiêm 2 thôi. Hy vọng là lễ khánh thành mình sẽ kịp quay cho các bạn xem. Chúc các bạn có một ngày mới vui khỏe. Thân ái chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Xa đây là khu vực bến Nhà Rồng. Đây, các cái tàu khu vực bến Nhà Rồng nha các bạn. Các bạn có thể nhìn thấy khu vực ở đây. Đó, các cái xà lan nè các bạn. Mình đang quay bằng S22 Ultra nha các bạn. Đây. Sáng nay thì trời không có được đẹp lắm, cho nên là khu vực ở đây. Đây. Các bạn, giờ này ánh sáng mới lên nè các bạn. Sẽ cho các bạn nhìn thấy cái hoàn cảnh cực kỳ đẹp. Như các bạn nhìn thấy một cái xà lan đang đi qua cầu Thủ Thiêm 2. Đó, các bạn nhìn thấy, chú ý là cái cầu Thủ Thiêm này với độ thông thuyền chỉ được có 7 mét thôi nha các bạn. Đó, xà lan đang đi ngang qua với độ cao của xà lan này là khoảng 5 mét, còn cao khoảng 2 mét nha các bạn. Đó, đang đi qua khu vực này. Xà lan đang đi qua khu vực cầu Thủ Thiêm 2. Cầu này trong tương lai được đặt tên là cầu Ba Son nha các bạn. Tại nó gần khu vực Ba Son. Cầu đà tàu xà lan đang đi qua khu vực cầu Thủ Thiêm. Các bạn có thể nhìn thấy là khoảng cách còn rất là xa so với cầu để đảm bảo an toàn của cầu Thủ Thiêm 2. Các bạn có thể nhìn thấy không? Ngay khu vực ở đây. Đó, xà lan đã đi qua một cách rất là an toàn khu vực ở đây rồi các bạn. Đây là khu vực ở dưới chân cầu Thủ Thiêm 2 nha các bạn. Công trình đang xúc tiến làm cho các bạn xem. Đây, phía bên hướng Ba Son, khu vực đường xuống của cầu Thủ Thiêm 2, phía khu vực Ba Son đang gấp rút để hoàn thành kịp tiến độ 30 tháng 4. Đây, ở phía dưới luôn các bạn, thì di gặp cầu luôn các bạn, cho các bạn xem thấy cận cảnh khu vực công nhân đang làm tích cực
là phía hướng Tôn Đức Thắng đi ra đường Lê Dũng nha các bạn. Đó, cái dốc xuống của cầu, dốc lên xuống của cầu đó, đang được dọn dẹp sạch sẽ với các cái cột điện. Đó, cột điện đã được dựng lên rồi. Đó, đèn thì sẽ sáng trong thời gian sắp tới thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi gần tới cho các bạn xem cận cảnh ở phía trên cầu như thế nào nha các bạn. Đây khu vực ở cầu Thủ Thiêm 2, phía xuống hướng từ Tôn Đức Thắng. Đó, mình tranh thủ quay được một khúc cho các bạn xem. Đó, đây khúc đây. Thì sau này cái cầu này hai hướng, hướng từ Thủ Thiêm 3 và hướng Quận Nhất. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân ái chào các bạn. Nhớ đăng ký kênh của mình nhé.